xin chào tất cả các bạn đến với kênh radio di xe thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần chuyên đề thứ bảy của cái phần x quang ngực đó là cái chuyên đề các tổn thương hình sáng à, chúng ta sẽ phân tích các cái tổn thương hình sáng sau đây à, thứ nhất là tràn khí màng phổi thứ hai là các cái tổn thương dạng nang hang và là khí thủng và thứ ba đó là cái tổn thương dạng phế quản thì thực ra đối với trên cái x quang đối với trên cái x quang ngực thì cái phần tổn thương hình sáng này thì cái phần phần chẩn đoán của chúng ta nó cũng sẽ hơi 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 là khó bởi vì cái phần hình sáng này thì nó nó khá nó khá là khó nhận diện trên cái x quang ngực ha các bạn ha rồi thì chúng ta vào cái hình cái phần đầu tiên nó là cái phần của tràng khí màng phổi rồi cái hình trạng khí màng phổi thì chúng ta thấy cái phần cái phần mà dễ nhận diện nhất đó là cái dễ nhận diện nhất đây chính là phần dễ nhận diện nhất đó là chúng ta sẽ thấy là có một số cái cái tính chất sau một là chúng ta sẽ thấy được cái khoang tăng sáng vô mạch thì các bạn để ý ha để ý đây là cái vùng màu đen nè là gọi là tăng sáng và mình thấy không có mạch máu mình thấy không có một chút mạch máu bên trong các bạn nhìn cái so sánh với cái phần như mô phổi bên này nè các bạn thấy có phần phổi nè cái này mạch máu phổi rất là rõ còn bên đây là không có mạch máu ha thì người ta gọi cái này là vùng tăng sáng vô mạch à, tiếp theo thì chúng ta sẽ có là à, thay lá tạng màng phổi thì như vậy các bạn sẽ thấy là cái vùng cái vùng này là chúng ta có thấy cái phần có phần nhu mô phổi sắc này thì đây chính là cái vùng là lá tạng của màng phổi và chúng ta sẽ thấy là nhu mô phổi sẹp thì cái phần nhu mô phổi bên này vẫn thấy nó nó co cụm lại thì gọi là nhu mô phổi sẹp và một số trường hợp thì chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu thứ thứ tư nó là cái trung thất uh, bị đẩy lạch. ha, như vậy trung thất đẩy lệch thì trong một số trường hợp tràn dịch màng phổi lượng nhiều á uh, sẽ nói tràn khí màng phổi lượng nhiều á uh, thì cái trung thất sẽ lệch qua bên phía bên uh, lật vào bên phía bên bên, bên bên phía đối diện hay các bạn ha. Rồi. Thì các bạn xem lại các cái hình này, đó, Như vậy chúng ta sẽ có ha, đây là quang tăng sáng vô mạch. Đây là thấy được cái lá tạng của màng phổi và cái này là cái phần của nhu mô phổi xẹp ha. Rồi. Thì trong cái trường hợp này, mình cũng mình cũng thấy được các cái thông tin cũng tương tự các bạn ha. Thì đây cũng là quang tăng sáng vô mạch. Đây là lá tạng của màng phổi và đây là nhu mô phổi xẹp lại nếu các bạn để ý kỹ chút xíu thì ở đây chúng ta có một cái hình mờ ở mực ngang ở đây thì ở đây chúng ta hình mờ mực ngang thì có thể có kèm theo tràn dịch màng phổi ha có thể có kèm theo cái tràn dịch màng phổi thì đối với trong trường hợp mà chúng ta thấy được một cái khoang tràn khí màng phổi như vậy thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân thì cái một số trường hợp nguyên nhân là do cái chấn thương ví dụ như là các, các chấn thương mà làm cho tổn thương của xương sườn đó, thì có thể là tổn thương nhu mô phổi kèm theo thứ hai là cái tổn thương mà cũng thường hay gặp là cái một trạng là do tự phát nghe là bỏ có bóng khí. Các bạn thấy là cái đó chúng ta cũng hay gặp ha đó là chúng ta thấy là uh, các cái bóng khí thì đôi khi bỏ ra thì có thể là gây ra trạng khí màng phổi thì ở đây cái tổn thương mà gây trạng khí màng phổi và bỏ bóng khí đó thì thì chúng ta sẽ hay gặp ở những cái bệnh nhân trẻ và thường cái trận nó mang cái tính là, uh, là 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 đột ngột ha tính đột ngột và À, trên X-quang thì đôi khi chúng ta sẽ có thể thấy được cái trận khí màng phổi cái lượng cũng khá nhiều. Ha. rồi một cái trường hợp nữa ha, thì chúng ta cũng vẫn cũng vẫn thấy đây là một cái khoang của khoang tăng sáng vô mạch này các bạn ha thấy được cái lá tạng của màng phổi và nhu mô phổi xẹp bên đây. đó à, thì các bạn thấy vậy. thì à, ở đây mình vẫn thấy có một cái mực ngang đây mình ý một cái mức khí dịch ha à, có ít dịch trong màng phổi này một trường hợp tràn khí màng phổi bên bên phải thì ở đây chúng ta thấy là khi mà trường hợp mà đây lượng lượng ít nè mà mình muốn thấy rõ hơn thì thường người ta sẽ chụp thêm một cái thì người ta gọi là thì hết vào và thì thở ra ha chúng ta thấy đây là thì thở ra. Mình bình thường á bình thường thì cái phim phổi bình thường thì chúng ta sẽ chụp cái thì hết vào nè và trong cái phim đánh giá tràn khí màng phổi thì chúng ta sẽ chụp cái thì thở ra các bạn ha. Thì chúng ta nhớ lưu ý là cái thì thở ra này đó thì thì chúng ta sẽ sử dụng để khảo sát trong trường hợp tràn khí màng phổi mà lượng ít thì các bạn cũng sẽ có những thông thêm cái thông tin về đánh giá cái tràn khí màng phổi ha lượng ít thì chúng ta nhớ khi tràn khí phổi lượng ít thì nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cho chụp phim lại ở thì thở ra các bạn nha Rồi chúng ta có thể ước lượng được cái kích thước của cái khoang tràn khí màng phổi bằng chúng ta áp dụng cái công thức sau đây là chúng ta có cái chúng ta tính được ở đây là gì người ta gọi là cái công thức là tính cái tính cái phần khoảng cách giữa các cái lá phổi thành và lá phổi tạng trung bình ha thì ở đây các bạn các bạn thấy trong cái trường hợp này nè thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ lấy cái điểm a nó là chúng ta đỉnh phổi ha đỉnh phổi là khoảng cách giữa lá phổi thành và lá phổi tạng ở phần đỉnh phổi nè ha, cao nhất đỉnh thứ hai là chúng ta chia cái chia cái phần của mà phần của phần khoan mà, mà cái phế trường làm hai và chúng ta lấy một cái điểm b điểm b chúng ta cũng đo giữa cái khoảng cách giữa cái giữa cái màng phổi thành và màng phổi tạng ha À, đo điểm B và mở phần giữa của cái một phần có nghĩa là phần của gian giữa một phần tư nè ở phía trên nè và chúng ta có cái phần giữa của à, nửa nửa dưới thì chúng ta cũng có một cái điểm đo giữa khoảng cách giữa màn phó thành và màn phó tạng là điểm C sau đó chúng ta lấy cái trung bình trung bình của ba cái số này ha trung bình như vậy chúng ta có a cộng b cộng c chia cho 3 và sau đó chúng ta ra cái số cm thì cái cm này tùy theo thế đứng hay là thế À, thế đứng hay là thế nằm thì chúng ta sẽ có được cái phần trăm bên đây là tương ứng với là bao nhiêu phần trăm ví dụ như là nếu mà trung bình của nó ra là một cm thì khoảng là chừng gần gần 15 phần trăm nghĩa là 14 18 phần trăm cho xin lỗi 10 14 phần trăm chứ xin lỗi này 14 phần trăm ha rồi thì ở đây cái số đo điệu này cho chúng ta là cái trên 35 phần trăm thì cần những lưu khí các bạn ha trên 35 phần trăm cần những lưu khí như vậy thì nếu mà trong trường hợp mà cái cái phần của trung bình này trung bình của ba cái khoang này nó mà nó nó nhắm nhắm chừng nó khoảng chừng là trên 3 cm này các bạn thấy ha. Thì đây là cái chỉ định của chẩn lưu khí ha. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta xem cái hình này thì dấu hiệu gì? Rồi, cái này là một cái phim mà ở tư thế nằm, tư thế nằm và các bạn sẽ thấy là ở bên đây nó có ống dẫn lưu của màng phổi thế nè là một phần nhưng mà bên đây các bạn quan sát ha, cũng tôi cũng thấy cái phía trường bên này tăng sáng và kèm theo cái vòng hoành ở đây rất là sâu. Nên người ta gọi cái này là dấu khe sâu. À, này gọi dấu khe sâu. Thì cái dấu khe sâu là một cái dấu mà chúng ta thấy là một cái dấu chỉ điểm gợi ý của một cái tràn khí màng phổi mà ở tư thế nằm. Thì cũng xin nhắc lại là tràn khí màng phổi mà ở tư thế đứng đó, thì chúng ta sẽ có các cái dấu hiệu như là khoan tăng sáng vô mạch, à, rồi à, thấy được lá tạng màng phổi như mô phổi xẹp, rồi đấy là trung thất. Nên tuy nhiên là đối với trong trường hợp mà nằm đó, thì mấy cái dấu hiệu đó đôi khi nó mơ hồ và chúng ta à, dựa vào một số dấu hiệu khác, đặc biệt là dấu khe sâu, cái là vòng hình rất là sâu thì ở đây cũng là gợi ý một cái trạng khí màng phổi trường hợp này chúng ta cũng có ở đây cũng là dấu khe sau ha gợi ý một cái trạng khí màng phổi ở phim mới tư thế nằm và ở đây chúng ta sẽ có uh, đây là bệnh nhân chúng ta thấy là có mờ hai phía trường hay chúng ta có thể nghi ngờ trong trường hợp này có thể có kèm theo cái cái phần của cái uh, cái phù phổi kèm theo ha Rồi cái tổn tổn thương tiếp theo của chúng ta là cái phần tổn thương là giãn phế quản nha. Rồi tổn thương giãn phế quản thì nó sẽ có ba cái dạng mà chúng ta thường gặp là dạng hình trụ nè các bạn ha. Đây dạng hình trụ, dạng là varicose nghĩa là dạng mà mà nó nó tương đối là nó lan tỏa hơn ha. Dạng tương đối lan tỏa hơn và cái dạng là dạng nan ha tổn thương và dạng nan thì như vậy thì đối với đánh giá dạng phế quản đó thì cái độ đặc hiệu trên x quang rất là thấp các bạn ha cái như vậy thì thường cái dạng phế quản thì chúng ta đọc trên x quang là mơ hồ lắm là trên ct thì nó thì nó tốt hơn thì có những cái bài trên ct thì trên kênh tôi thì có những cái bài đó thì các bạn có thể xem thêm ha đánh giá ct thì nó sẽ dễ hơn còn đánh giá trên x quang thì nó mơ hồ thường trên x quang mình chỉ thấy thường chỉ thấy là dạng, ví dụ như những cái dạng mà dạng nhiều đó thì chúng ta vẽ hình trụ cũng có, cũng có thể lâu lâu thấy này và thường kèm theo chạy thành thì chúng ta dễ thấy cái dạng dạng nang của bạn những cái dạng dạng nhiều thì chúng ta mới thấy thôi còn những cái dạng mà nó tương đối ít thì chúng ta sẽ không 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 thấy được trên x quang Rồi, ở đây thì các bạn thấy trên x quang thì nó sẽ có một số cái dấu hiệu mà chúng ta có thể gợi ý nè một là một là chúng ta có thể thấy cái dạng là hình hình như là chiếc nhẫn tròn tròn này ha cắt ngang hình tròn tròn hoặc là cái dạng đường ray này cái dạng đường ray hoặc là cái dạng nhẫn ha, hình nhẫn hay là người ta gọi là ring hay là tram line dạng đường ray ha rồi và chúng thời cái này nó cũng không có đặc hiệu lắm đâu các bạn ha và chúng ta có có dây thành ha, dây thành phế quản rồi một số cái trường hợp thì chúng ta có thể thấy là các cái tổn thương dạng dạng hang có nghĩa là các cái tổn thương dạng nang này và nó có chứa dịch bên trong ha. tổn thương dạng nang và chứa dịch bên trong thì cái tổn thương này nó chứa dịch, các cái tổn thương này nè, chứa khí, một số cái chứa khí, một số cái chứa dịch đây là cái kiểu giãn phế quản mà trong cái cystic fibrosis cái nghĩa là sơ, sơ nang hoặc là của phổi hoặc là hoặc là chúng ta có cái dạng là giãn phế quản dạng, dạng nang ha, nghĩa là cystic mà bronchiectasis giãn phế quản dạng nang này nan. tương tự cái hình này cũng vậy, hình này thì có những cái tổn thương này giãn phế quản ha, này đây là dạng phế quản dạng nang ha ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hình khác chúng ta cũng có đường hình tramline rồi đây có ra hình ring là dạng nhẫn ha rồi tramline và ring rồi chúng ta tiếp theo với cái tổn thương là dạng nang hang và là khí thủng thì cái tổn thương nang hang và khí thủng thì ở đây là phân loại có tổn thương chứa khí thì chúng ta có là các cái tổn thương này phân loại là trên ct nha các bạn ha đây cho các bạn biết thôi trên cái x quang thì thường những cái này thì nó sẽ khó là khó quan sát dụ chúng ta có là pleb, bulle là các cấu trúc nằm dưới màng phổi mà bulle kích thước lớn hơn chúng ta có nematocyl hoặc là Cyst thì Cyst thì là cái thành dày các bạn như vậy những cái tổn thương mà pleb, bulle, nematocyl và Cyst thì tất cả các tổn thương này đều có cái thành là tuy nhiên là thành nó mỏng thôi ha không dày lắm còn kBT thì thường là cái thành nó sẽ dày hơn và cấu trúc nó sẽ chứa khí tương ứng với dùng giảm nồng độ trong vùng đông đặc à, hoặc là những vùng giảm nồng độ mà trong cái phần nốt hoặc là cái khối thì người ta gọi là KBT cái nhà tổn thương dạng hang à. rồi chúng ta tiếp theo với một số cái một số cái ca thì các bạn nhìn thấy ở đây trong trường hợp này đó thì mình thấy ở đây mình sẽ thấy có một vùng một vùng là khá một vùng là khá tăng sáng và mạch máu nó rất là thưa thớt các bạn nhìn đối với cái trong trường hợp mà dạng kén khí đó thì đây là một cái trường hợp mà uh, mình nhận diện trên cái quan là cực kỳ khó các bạn ha. đây là các bạn phải nhìn quen mới được. ví dụ các bạn nhìn thấy đây đây là cái vùng có cái có cái phần mà tăng sáng nè. ở đây thậm, thậm chí bên này cũng có vùng luôn nè, hai bên luôn các bạn ha. và bên trong thì mạch máu nó thưa thớt là một cái thứ hai là các cái mạch các mạch máu ở đây là nó sẽ bị dạt ra nó như là tập trung lại vị trí khác nó bị đè xuống xuống khác đó thì như vậy thì chúng ta thấy là ở đây có thể là có những cái kén khí rất là to ở hai vị trí này ha. thì trên x quang chúng ta chỉ gợi ý về thôi sau đó chúng ta có thể chụp ct để đánh giá thêm ha. À. ví dụ trong trường hợp này cũng vậy đây là một cái vùng tăng sáng ha mà có mạch máu thưa thớt các bạn lưu ý là mạch máu trong vùng này nó vẫn là thưa thớt nó vẫn có thì các bạn thấy nó khác cái vùng tràn khí thì đối với cái tràn khí màng phổi đó thì nó sẽ là vùng tăng sáng vô mạch luôn còn cái này thì nó vẫn còn mạch máu bên trong và nó mình ít thôi và vùng còn lại thì nó sẽ bị các mạch máu nó sẽ bị đẩy bị dạt ra ở những vị trí khác ví dụ như trường hợp này mình thấy là mạch máu nó dạt xuống đây nè trong đó cái trường hợp bên đây á, thì mạch máu nó lại nó rất là đều đặn ha như vậy cái này chúng ta sẽ phải cho nó phân biệt với một đó là tràn khí màng phổi là khoan tăng sáng vô mạch thấy lá tạng rồi ha cái thứ hai là cái dạng là kén khí ở đây chúng ta đang có rồi và cái thứ ba đó là À, cái dạng là chúng ta có bị giảm tưới máu đó. như vậy cái giảm tưới máu rồi chúng ta hay gặp trong cái trường hợp là trường hợp là bị cái bị cái quý khói của mạch mạch máu phổi đó quý khói mạch máu phổi thì như vậy trong cái quý khói mạch máu phổi đó thì cái phần tưới máu nó cũng bị giảm đi nhưng mà các bạn lưu ý là quý khói mạch máu phổi thì phần tưới máu giảm nhưng mà cái vùng cái vùng còn lại, những cái vùng mà nó bị, những cái vùng mà nó không có bị ảnh hưởng bởi cái sự tưới máu á, thì, thì những cái những vùng mạch máu bình thường á, thì nó vẫn là phân bố nó vẫn còn đề bình thường, nó không có bị dạt như vậy, thì các bạn lưu ý chỗ này. trong trường hợp này mình thấy là các mạch máu phổi ở những vị trí còn lại nó bị, là nó bị nằm gần với nhau, còn trong khi đó là đối với trong trường hợp mà À, trường hợp mà vùng tăng sáng của phổi này là do do cái vấn đề là của của cái phần là huyết uh, khối của tĩnh mạch, huyết khối của mạch máu phổi đó thì lúc này thì cái phần này nó chỉ đơn giản là tăng sáng vậy thôi. Nó tăng sáng thôi nhưng mà mạch máu nó không có bị dồn vì bên này, như vậy nó sẽ khác cái kén khí các bạn ha. Xin nhắc lại kén khí nó sẽ làm cho cái mạch máu phổi vùng còn lại nó bị dồn. Còn trong cái đó đối với đối với trường hợp mà mình bị thiếu máu thôi thì lúc đó thì cái phần mạch máu phổi vùng còn lại nó vẫn bình thường ha. Nó vẫn không có bị thay đổi. Thì chúng ta tiếp tục với cái ca này thì chúng ta thấy đây cũng là một cái vùng ha, có có phần tăng sáng nè ha và có cái giới hạn cũng tương đối là cũng khá rõ ha. Và cái vùng mạch máu, cái phần của mạch máu còn lại nó cũng hơi bị bị dạt ra ha, bị bị tập trung nhiều một phía. Thì cái này là cả cái kiến khí. Thì các bạn thấy là cái kiến khí đối với trên cái xoang thì thì nó cực kỳ là khó chó chịu ha các bạn ha. Nhớ là chúng ta phải cho nó phân biệt với cái những cái nãy tôi đã nói đó ha. Nó là phần phần mà bị nhồi máu phỏ, nghĩa là phần bị tắc nghẽn mạch máu và cái thứ hai là cái phần liên quan tới vấn đề là trạng khí màng phổi ha phần nội dung video đến đây là hết các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới xin chào tất cả các bạn